miễn dịch là bác sĩ tốt nhất tám cách để kích hoạt nó Thời tiết ngày càng lạnh, người có sức đề kháng kém rất dễ bị cảm mạo. Hãy cố gắng nâng cao khả năng miễn dịch của mình để khi đối diện với cảm cúm, bạn sẽ không dễ dàng bị nhiễm bệnh. Chính kiểu người dưới đây có khả năng miễn dịch kém nhất, làm thế nào để cải thiện khả năng miễn dịch một Dòng tròn xã hội quá hẹp Các nghiên cứu đã khẳng định rằng, một người càng ít kết bạn thì càng dễ mắc bệnh, thậm chí tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Những người có hơn 6 người bạn, có khả năng chống lại virus cảm lạnh cao gấp 4 lần. Tình bạn là liều thuốc tốt để tăng cường khả năng miễn dịch. Nhưng nếu có quá nhiều mối quan hệ cũng có thể tạo ra căng thẳng bạn không cần ép buộc bản thân ba đến năm người bạn tri kỷ quan trọng hơn nhiều một nhóm bạn chỉ quen biết qua loa hai trường kỳ mất ngủ các nhà nghiên cứu từ đại học chicago đã phát hiện ra rằng những người ngủ 4 tiếng mỗi ngày chỉ có khoảng một nửa lượng kháng thể cúng trong máu so với những người ngủ 7 đến 8 tiếng một ngày. Ngủ không đủ giấc sẽ làm suy giảm chức năng của hệ thống miễn dịch, nhưng không nhất thiết phải ngủ đủ 8 tiếng, miễn là buổi sáng thức dậy thấy sảng khoái dễ chịu là được. Ba, thường nghĩ về mặt tiêu cực của sự việc các nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người bi quan nếu có thể nhìn nhận tích cực về những điều không may trong cuộc sống số lượng bạch cầu trong liên quan đến khả năng miễn dịch trong cơ thể sẽ tăng lên trạng thái thể chất của họ sẽ được cải thiện rõ rệt gợi ý năm phút mỗi ngày hít thở sâu để những hình ảnh dễ chịu lướt qua tâm trí bạn Điều này có thể làm tăng số lượng và sức sống của các tế bào miễn dịch. 4. Có chuyện giấu ở trong lòng. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những cặp vợ chồng thích thảo luận về các vấn đề sẽ có huyết áp và nhịp tim thấp hơn, trong khi số lượng tế bào bạch cầu liên quan đến khả năng miễn dịch sẽ tăng lên. Nếu bạn có lời thì cứ nói ra đừng giữ trong lòng điều này cũng giống như lợi ích của việc tập thể dục vừa phải đối với cơ thể con người năm chịu áp lực nặng nề trong cuộc sống những người trong vòng một năm sau khi mất đi người vợ hoặc chồng của mình có khả năng mắc bệnh cao nhất hơn nữa công việc khiến con người cảm thấy nhiều áp lực cũng có thể gây tổn thương sâu sắc đến khả năng miễn dịch đạp xe, tham gia lớp học yoga, học nấu ăn và mơ sas đều là những cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Một nghiên cứu cho thấy sau 45 phút mơ sas mỗi ngày sẽ giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch. Do đó, sau một tháng chức năng miễn dịch có thể được cải thiện rõ ràng. 6. Không thích thể thao một nghiên cứu của Đại học bang Appalachian, Mỹ, chỉ ra rằng sau khi tập thể dục 30 đến 45 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong 12 tuần, số lượng tế bào miễn dịch sẽ tăng lên và sức đề kháng cũng tăng lên tương đối. Tập thể dục chỉ cần đẩy nhanh nhịp tim là được. Ngược lại, nếu tập quá mạnh hoặc kéo dài hơn một giờ sẽ gây ức chế hoạt động của hệ thống miễn dịch. 7. Thường xuyên hút thuốc tự động Thống kê cho thấy ở Hoa Kỳ, 3.000 người không hút thuốc chết vì ung thư phổi mỗi năm và 300.000 trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp. Cố gắng tránh xa môi trường khói thuốc thụ động. Ngoài ra, bạn cũng nên chỉ uống rượu ở mức vừa phải. Rượu sẽ ức chế các tế bào bê tạo kháng thể, làm tăng khả năng nhiễm khuẩn. 8. Phụ thuộc quá mức vào kháng sinh Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, dùng thuốc kháng sinh khi vừa mới xuất hiện dấu hiệu của các triệu chứng cảm mạo chỉ khiến virus kháng thuốc dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng hơn một số bệnh nhiễm trùng chẳng hạn như bệnh cúm do virus gây ra là nên sử dụng thuốc kháng sinh trừ khi bạn chắc chắn mình bị nhiễm khuẩn nếu không bạn không cần dùng thuốc kháng sinh chín hiếm khi cười nghiên cứu tại đại học y khoa loma linda ở california đã phát hiện ra Cười to có thể làm giảm tiết hóc môn căng thẳng và tăng số lượng tế bào miễn dịch trong thời gian nghỉ trưa bạn có thể xem một video hài hước chia sẻ một câu chuyện cười hoặc truyện tranh những điều này đều có thể giúp bạn giải trí tám cách để tăng cường khả năng miễn dịch của bạn một ngủ đủ giấc khi chuyển mùa Do áp lực công việc cao và thiếu ngủ, chúng ta dễ mắc bệnh mề đay, bệnh zona và các bệnh liên quan đến suy giảm khả năng miễn dịch. Bạn cần đảm bảo ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc sẽ đảm bảo cơ thể được phục hồi và tràn đầy năng lượng khi thức dậy. Thông thường người lớn nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Người già thì không nên ngủ ít hơn 6 tiếng. 2. Ăn nhiều tỏi Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Mỹ đã chỉ ra rằng, ăn tỏi thường xuyên không chỉ giúp cải thiện khả năng miễn dịch mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh về tim. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa nên ăn ít tỏi hơn. 3. Ăn súp gà rau củ một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Nebraska cho thấy rằng, sau kết hợp với súc gà có hiệu quả chống viêm nhất định, có tác dụng điều trị loại bỏ một phần chứng viêm do cảm mạo. 4. Thường xuyên uống nước mật ong, nước gừng và nước chanh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, chất chống oxy hóa trong mật ong là chất tăng cường khả năng miễn dịch gừng là thuốc giảm đau và thuốc giải độc tự nhiên, có tác dụng nhất định trong việc chống nhiễm trùng. Chanh rất giàu vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do và các phân tử gây hại, đồng thời thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 5 thưởng thức thời gian trà chiều. Sau 3 hoặc 4 giờ chiều, năng lượng trong cơ thể con người bắt đầu giảm sút. Lúc này uống một tách trà chiều hoặc cà phê và ăn một chút đồ ăn nhẹ không chỉ bổ sung calo mà còn giảm mệt mỏi sau khi làm việc liên tục. Thông qua cơ chế tự điều chỉnh, giúp cơ thể duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 6 duy trì tập thể dục hàng tuần theo một báo cáo từ thư viện y học quốc gia hoa kỳ tập thể dục có thể giúp xả sạch vi khuẩn trong phổi và cải thiện khả năng phát hiện bệnh của hệ thống miễn dịch người hiện đại phải chịu áp lực công việc rất lớn nếu bạn có thể luyện tập thể dục năm ngày tuần mỗi lần từ ba mươi đến sáu mươi phút sẽ giúp bạn thư giãn và lấy lại năng lượng 7. Tắm nắng nhiều hơn. Bằng cách duy trì hàm lượng vitamin D cao trong cơ thể, có thể giúp bạn ngăn ngừa tốt hơn các vấn đề như viêm họng, cảm lạnh thông thường và nghẹt mũi. Trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều thì tia cực tím trong ánh nắng mặt trời tương đối thấp, có thể tránh được tổn thương cho da bạn cần chú ý thời gian mỗi lần phơi nắng không quá nửa giờ. 8. Mỉm cười nhiều hơn các nhà nghiên cứu từ đại học Stanford ở nước ngoài phát hiện ra rằng tiếng cười có thể làm tăng số lượng kháng thể và tế bào miễn dịch trong máu và nước bọt giảm mệt mỏi và là một loại thuốc tốt để cải thiện khả năng miễn dịch trong cuộc sống chúng ta nên có nhiều suy nghĩ tích cực hơn chuyển hướng sự chú ý và giảm căng thẳng thông qua việc luyện tập thể thao đọc sách trò chuyện với bạn bè thân nhiệt tăng một độ khả năng miễn dịch tăng ba mươi phần trăm bốn mẹo giữ ấm cơ thể vào mùa đông lạnh giá khả năng miễn dịch của cơ thể bắt đầu suy giảm dễ mắc bệnh bác sĩ nhật bản khuyên bạn bốn mẹo làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài sẽ giúp nâng cao khả năng miễn dịch và giảm tác hại của các loại bệnh truyền nhiễm bác sĩ người nhật bản ishihara shinsai người đã viết nhiều cuốn sách về sức khỏe tin rằng con người cứ tăng một độ c thân nhiệt thì khả năng miễn dịch sẽ được nâng cao ba mươi phần trăm một ví dụ rõ ràng là khi một người bị sốt do cảm lạnh các tế bào bạch cầu bắt đầu hoạt động khiến nhiệt độ cơ thể của người đó tăng lên tốc độ lưu thông máu tăng lên các tế bào miễn dịch được kích hoạt và khả năng miễn dịch được cải thiện và tại sao khả năng miễn dịch của mọi người có xu hướng giảm trong mùa đông một trong những nguyên nhân là do lạnh và khô khi không khí lạnh đi vào phổi, khả năng miễn dịch của phổi bị suy giảm. Ngoài ra, chất nhầy trong mắt, mũi, miệng, phế quản, phổi có chứa một chất miễn dịch gọi là kháng thể IGA, có thể bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh truyền nhiễm khác nhau. Khi chất nhầy này giảm đi, chất miễn dịch cũng giảm đi cho phép virus xâm nhập trực tiếp vào tế bào. Chìa khóa để đánh bại cảm lạnh và cải thiện khả năng miễn dịch là làm ấm cơ thể. Bác sĩ Ishihara Shinsai giới thiệu rằng, chìa khóa để đánh bại cảm lạnh và cải thiện sức đề kháng là làm ấm cơ thể. Để kích hoạt miễn dịch, Hai phương pháp phổ biến hiện nay là phương pháp đầu lạnh chân nóng và phương pháp đổ mồ hôi hằng ngày. Phương pháp đầu lạnh chân nóng. Phương pháp đầu lạnh chân nóng có nghĩa là để duy trì độ ấm của đầu, cần chú ý tăng cường giữ ấm cho phần dưới cơ thể để làm ấm toàn thân, giữ cho khí huyết toàn thân thông suốt, từ đó làm tăng nhiệt độ cơ thể. Biện pháp áp dụng là mang miếng đệm đầu gối, đồ giữ ấm chân, nhớ giữ ấm. Ngoài ra, việc giữ ấm dùng cổ, cổ tay, cổ chân cũng rất quan trọng. Vì ba phần này rất ít mở nên khi thời tiết lạnh dễ bị thất thoát nhiệt. Vì vậy, khi ra ngoài vào mùa đông cần mang giớ giữ ấm và đồ giữ ấm chân, đeo khăn hoàng cổ và găng tay. Bác sĩ Ishihara Shinsai nhấn mạnh rằng, vì tử cung và buồn trứng của phụ nữ nằm ở phần dưới cơ thể, nên việc giữ phần ấm phần dưới cho phụ nữ là đặc biệt quan trọng. Phương pháp đổ mồ hôi hàng ngày Khi đổ mồ hôi lúc tập thể dục hoặc lúc tắm, nhiệt độ cơ thể của một người tạm thời tăng lên và hoạt động của các tế bào miễn dịch tăng lên gấp 5 đến 6 lần mặc dù trạng thái này chỉ kéo dài từ một đến hai giờ nhưng trong thời gian này các tế bào miễn dịch sẽ chống lại virus và vi khuẩn đồng thời khi tắm hơi nước trong bồn tắm có tác dụng làm ẩm niêm mạc có lông mau trong đường hô hấp phế quản khí quản xoang mũi bộ phận này có chức năng đào thải vật lạ sau khi niêm mạc được làm ẩm thì bụi hít vào hay virus xâm nhập sẽ được đẩy ra ngoài trước khi vào trong tế bào. Cho dù đó là tập thể dục hay tắm, hãy để cơ thể đổ mồ hôi ít nhất một lần để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngoài các phương pháp trên, giữ ấm cơ thể từ ngoài vào trong cũng rất quan trọng. Ăn uống đúng cách sẽ giúp tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch thức ăn ấm người. Bác sĩ Ishihara Shinsai khuyên bạn khi mới bị cảm lạnh, thì nên thêm nhiều gừng và hành lá vào súp miso, cố gắng làm ấm cơ thể trước khi bị sốt, và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Cô cũng khuyên ăn lẩu để làm ấm người trong mùa đông. Thêm các thành phần tăng cường miễn dịch vào lẩu, chẳng hạn như cà rốt chứa carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A và tạo ra kháng thể IgA. Hành lá chứa alicin, một loại gia vị kích thích các tế bào miễn dịch và thúc đẩy lưu thông máu. Và nấm có chứa vitamin D, có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Bắp cải cũng rất giàu vitamin C và chất xơ, có thể cải thiện đường ruột. Nếu cho thêm tỏi và gừng thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn ngoài ra bạn cũng có thể uống trà để làm ấm người trong số các loại trà có tính ấm một trong những loại phổ biến nhất là trà đen gừng gừng và trà đen đều là những thực phẩm có tính ấm chỉ cần thêm gừng tươi mài nhỏ vào một tách trà nóng bạn cũng có thể thêm đường nâu vào nếu muốn lượng gừng khuyến nghị cho một tách trà là khoảng bằng ngón tay cái bạn cũng có thể tăng giảm lượng gừng tùy theo khẩu vị của mình. Gừng có tác dụng làm ấm dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột, gừng và đường nâu kết hợp có thể khiến cơ thể đổ mồ hôi nhẹ, giúp tránh phong hàn vào mùa đông. Tăng cường lợi khuẩn đường ruột. Ruột là cơ quan miễn dịch lớn nhất, 70% tế bào miễn dịch trong cơ thể nằm ở ruột làm ấm ruột có thể giúp ruột hoạt động tốt hơn khi lợi khuẩn trong ruột tăng lên các tế bào miễn dịch được kích thích làm tăng khả năng miễn dịch kim chi súp miso sữa chua đều là những nguồn cung cấp lợi khuẩn dồi dào thực phẩm bổ thận kiện tỳ dị vào mùa đông chống lão hóa và tăng miễn dịch trong lý luận đông y, mùa đông là mùa bổ thận, là mùa mà trao đổi chất kém đi, dương khí không đủ. Bổ thận khí có thể nâng cao khả năng miễn dịch để không dễ bị mệt cũng như cảm cúm mà hạt óc chó, khoai lang, thịt dịch, củ mài và dâu rừng khô. năm Ghê Có công dụng bổ thận khí, kết hợp cùng gừng, mật ong sữa và kỹ tử để nấu thành chè hoặc các món ăn sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu điều hòa tỳ dị trong đông y thận không chỉ là một cơ quan mà còn bao gồm cả hệ thống miễn dịch sinh sản và kiểm soát thần kinh nếu điều hòa tốt ngũ tạng duy trì được toàn bộ chức năng cơ thể sẽ có thể thích nghi với sự thay đổi khí hậu vào mùa đông sẽ không dễ mắc bệnh ngoài ra vào mùa đông nên ít thức khuya nghỉ ngơi nhiều để giữ tinh khí trong cơ thể tránh tiêu hao năng lượng quá mức đồng thời dưỡng sức khỏe bằng cách ăn uống nhằm bổ thận khí khi mùa xuân đến cũng sẽ không dễ bị cảm cúm dị ứng do đổi mùa dưới đây là một số loại thực phẩm giúp bổ thận vào mùa đông mời bạn cùng tham khảo hạt óc chó tráng thận bổ não. Công dụng, hạt óc chó có tác dụng nuôi dưỡng, ngoài bổ thận khí, hạt óc chó còn có thể chống lão quá não bộ, tăng cường trí nhớ. Cách ăn, người lớn mỗi ngày ăn 5 đến 10 hạt óc chó. Trẻ em ăn 3 hạt hoặc ngâm 5 muỗng cà phê bột óc chó cùng 3 muỗng cà phê bột mè đen trong 350cc nước nóng. Và thêm một ít mật ong, khuyến nghị mỗi buổi sáng nên uống một ly. Khoai lang chống lão quá, bảo vệ tim. Củ khoai lang có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chức năng, khoai lang có chứa mucin, có thể bảo vệ tim mạch, chống sơ giữa động mạch cũng như có thể chống lão quá, chữa táo bón cách ăn, mỗi ngày một củ khoảng bằng lòng bàn tay. Nhưng những người dạ dày yếu chỉ nên ăn một nửa củ để tránh đầy hơi. Ngoài ra còn có thể nấu chè khoai lang gừng để bổ máu, gọt giỏ gắt khúc một củ khoai lang. Thêm bốn lát gừng vào 750cc nước, nấu đến khi khoai mềm, cho vào một ít đường nâu là có thể ăn được thịt dịch sinh âm giải nhiệt. Chức năng, thịt dịch tính mát, có thể điều hòa âm của ngũ tạng, có công dụng bổ hư, thanh nhiệt, kiện tỳ Cũng như có thể cải thiện vấn đề khô miệng, táo bón. Người bệnh tỳ dị hư hàng hoặc bệnh dạ dày mãn tính không nên chỉ ăn thịt dịch không? khuyến nghị nên kết hợp cùng các loại dược liệu có tính ấm nóng như kỹ tử nấu một cái chân dịch với mười giờ quế hai mươi gram kỹ tử và mười quả táo tàu bỏ hạt thêm nước đến khi ngập chân dịch. nấu chính là có thể ăn được mỗi tuần nên dùng một lần củ mài chăm sóc dạ dày giảm mỡ chức năng củ mài có thể kiện tỳ và thận làm mạnh gân cốt và bổ trung ít khí chất mucin vitamin nhóm b có trong củ mài có công dụng duy trì tính đàn hồi của mạch máu giảm mỡ máu và bảo vệ tế bào gan thận cách ăn gọt vỏ củ mài cắt lát rồi cho vào máy xay sau đó thêm năm trăm cc sữa và một ít mật ong và xay thành sữa củ mài mỗi ngày uống một ly và có thể dùng trước bữa ăn chất nhầy của củ mài và sữa có thể bảo vệ thành dạ dày và đường ruột mật ong thì có chức năng nhuận tràng có lợi cho đại tiện dâu rừng khô bổ máu an thần chức năng dâu rừng thuộc họ dâu có thể bổ gan ít thận bổ máu và an thần rất thích hợp cho những người thiếu máu mất ngủ cũng như hỗ trợ kiểm soát cao huyết áp. Cách ăn Cho 50g dâu rừng khô vào nồi, thêm 700cc nước, nấu lửa lớn rồi chuyển sang lửa nhỏ nấu khoảng 30 phút. Thêm 3 muỗng cà phê đường mạch nha và nước ép dâu rừng để gia giảm vị chua ngọt, có thể uống sau khi để lạnh enzym trong đường mạch nha có thể thúc đẩy trao đổi chất của dạ dày cải thiện tiêu hóa củ cải trắng thích hợp ăn vào mùa đông vào mùa đông ăn đồ mát vừa phải có thể tăng dương khí củ cải trắng có tính mát chứa các thành phần như vitamin c và chất xơ có thể chăm sóc dạ dày làm tan đờm và phòng cảm cúm cho vào các vị thuốc hoặc nấu thành canh cũng rất tốt cổ nhân dạy cách dưỡng sinh thuận theo tự nhiên đạo đức kinh viết người thuận theo đất đất thuận theo trời trời thuận theo đạo đạo thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên là cách sống để có được thân tâm khỏe mạnh cũng là phương pháp dưỡng sinh của cổ nhân Cuộc đời là một hành trình dài theo năm tháng sống vui sống khỏe mỗi ngày có lẽ là điều mỗi người đều mong cầu nhưng chỉ có duy trì tâm thái thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được thân không bệnh tâm không phiền cuộc đời tự do tự tại dưỡng thân thuận theo tự nhiên trang tử dưỡng sinh đạo diết duyến đốc dĩ vi kinh khả dĩ bảo thân khả dĩ toàn sinh khả dĩ dưỡng thân khả dĩ tẩn niên ý nói thuận theo dạng vật tự nhiên thì có thể bảo trọng được thân thể bảo toàn được thiên tính bảo dưỡng được tinh thần tận hưởng tuổi thọ vui sống trăm năm thuận theo tự nhiên trong dưỡng sinh chính là việc gì nên làm thì gắng sức làm việc gì không nên làm thì không làm không phóng túng dục vọng của bản thân cũng không bảo hộ bản thân quá mức tôn trọng quy luật sinh lý tiết chế dục vọng của bản thân cứ như vậy thì thân thể sẽ được bình an vô sự ngày nay có không ít người tận lực truy cầu sức khỏe và sự trường thọ cũng vì thế mà các loại thuốc bổ thực phẩm chức năng xuất hiện ở khắp mọi nơi với đủ mọi loại nhưng trên thực tế những loại thuốc này có thuốc nào mang đến sự trường thọ không danh thần cuối thời nhà thanh tăng quốc phiên lúc trẻ có sức khỏe yếu ớt ông liên tiếp bị nhiều loại bệnh nặng có nhẹ có trong nhiều năm liền gần như cả cuộc đời ông không có năm tháng nào là thực sự khỏe mạnh mặc dù sức khỏe yếu như vậy nhưng các việc thi cử phong tước xây dựng quân đội, quản lý gia đình, giáo dục con cái, tăng quốc phiên đều làm được đến mức chu toàn. Trong khi không ít các quan lại triều đình lúc ấy chỉ sống được đến ngoài 30 tuổi nhưng ông vẫn sống đến hơn 60 tuổi mới qua đời. Có thể nói, nguyên nhân chính giúp ông sống được đến tuổi thọ ấy chính là vì ông coi trọng dưỡng sinh, sống thuận theo tự nhiên về ăn uống, Tăng Quốc Phiên rất tuân thủ quy luật. Mỗi bữa ông chỉ ăn no đến 8 phần, không ham thích ăn uống cho dù đó là cao lương mỹ dị. Sau khi ăn xong, ông đi tản bộ. Về giờ giấc ngủ, ông cũng tuân thủ nghiêm ngặt ngủ sớm, dậy sớm, không mê luyến sắc dục. Hàng ngày ông đều vào lúc mặt trời mọc thì làm việc lúc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi ông ăn uống làm việc và nghỉ ngơi đều theo thời gian biểu của tự nhiên như vậy chính vì thế dù có nền tảng sức khỏe yếu nhưng ông vẫn có được tinh lực đi xử lý vô cùng nhiều sự việc trở thành một vị quan nổi tiếng trong lịch sử dưỡng tâm thuận theo tự nhiên cổ ngữ nói trời có mưa gió bất trắc người có phúc họa sớm chiều. Ai cũng không thể khống chế được sự an bài của số mệnh. Rất nhiều thời điểm, tức giận cố chấp đều là lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Tất cả những cảm xúc tồi tệ suy cho cùng đều là do tự mình chuốt lấy, hậu quả cũng là mình chịu. Tục ngữ nói bách bệnh sinh ra bởi khí, bởi vậy dưỡng sinh cần phải dưỡng tâm trước trong trang tử điền tử phương có một điển cố kể rằng tôn thúc ngao là người nước sở thời xuân thu trên con đường làm quan của mình ông ba lần làm tới chức tể tướng và ba lần bị cách chức làm thường dân có người hỏi tôn thúc ngao ông ba lần làm quan to lộc hậu nhưng không khoe khoang ba lần bị giáng chức rời đi cũng không buồn phiền trong lòng ông là nghĩ cái gì tôn thúc ngao đáp được mất không phải là thứ mà tôi có thể khống chế được cho nên khi chức tước đến thì tôi không cự tuyệt còn khi chức tước mất đi tôi cũng không ngăn trở vì thế mà tâm tôi không sầu lo tư tưởng của tôn thúc ngao cũng giống như tư tưởng của trang tử tri kỳ bất khả nại hà nhi an chi nhược mệnh đức chi chí giả biết sự tình đã hết cách sửa đổi mà lòng vẫn cứ vui vẻ chấp nhận mệnh vậy là người chí đức trong đời người có những sự tình mà chúng ta không có cách nào khống chế được thuận theo tự nhiên tiếp nhận sự an bài của số mệnh là cảnh giới làm người cao thượng cho nên trong chuyện được mất nhân quả thuận theo tự nhiên là tốt nhất không chìm đắm trong quá khứ không đặt hy vọng nhiều ở tương lai làm tốt những sự tình ở hiện tại như vậy thân tâm đều ung dung tự tại không lo phiền mọi sự tình đều giữ tâm thái làm tốt nhất mà không cưỡng cầu tuân tử có câu thiên đạo hữu thường bất di nghiêu tồn bất di kiệt vong ý nói đạo trời vận hành có quy luật nhất định sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của người có đạo đức cao như đế nghiêu hay những kẻ vô đạo như vua kiệt dạng sự dạng vật trên thế gian đều có quy luật vận hành của nó hơn nữa trong sinh mệnh của mỗi sự vật cũng là có sự an bài riêng cho nên càng cưỡng cầu đạt được thì lại càng không đạt được thậm chí làm càng nhiều thì càng phạm sai lầm thay vì cưỡng cầu nên thuận theo tự nhiên làm tốt chính việc mình cần làm không cầu mọi sự đều phải được như ý mình như vậy rất có thể chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong muốn ít nhất cũng không phạm lỗi lầm trầm trọng có một câu chuyện phật gia kể rằng một tiểu hòa thượng hỏi sư trụ trì thưa sư phụ vì sao có một số thứ con càng muốn có thì càng không đạt được Vị sư trụ trì đáp đó có lẽ là vì ngươi chấp niệm quá nặng nên thuận theo tự nhiên đừng dội thứ nên là của ngươi thì sớm muộn cũng sẽ là của ngươi người xưa nói việc mình không có ý làm mà thành đó là do ý trời dậy việc mình không mong cầu mà tự nhiên tới đó là do mệnh trời dậy vì vậy người xưa khuyên rằng trong mệnh mà có cái đó thì cuối cùng cũng sẽ có trong mệnh mà không có cái đó thì chớ cưỡng cầu người xưa cũng nói trời đã sinh ra ta thì ắt có chỗ dùng người hiểu mệnh thuận theo tự nhiên sẽ biết quý trọng sinh mệnh tận tâm làm việc nhưng không quá cưỡng cầu vào kết quả điều gì đến sẽ đến trong mệnh có gì rồi cuối cùng sẽ có họ không bị ngoại vật phiền nhiễu cũng không bị được mất dây khốn sống thích ứng được mọi hoàn cảnh mà không bị hoàn cảnh chi phối bởi vậy thân tâm của họ đều tự nhiên mà an lạc